Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Thì chúng ta biết cái hình hộp chữ nhật này nè, có đáy là hình vuông. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra. Chúng ta sẽ đặt cái cạnh này là x, cạnh là x, còn chiều cao là y. Tại vì đây là hình vuông cho nên hai cạnh này sẽ bằng nhau. Chúng ta có thể tích ở đây là 2000 cm khối thì chúng ta sẽ có V bằng x nhân y. Thì chúng ta sẽ có x bình phương y. Thì đề nói là lượng vật liệu dùng để sản xuất chiếc hộp là nhỏ nhất. Thì chúng ta biết cái hộp này có 6 mặt. Thì chúng ta có hai cạnh đáy bằng nhau, đó chính là x bình phương. Thì chúng ta sẽ có 2x bình phương và bốn mặt sẽ bằng nhau với lại x nhân y. Thì chúng ta sẽ có 4xy. Chúng ta có thể tích là 2000. Chúng ta chia hai vế cho x bình phương. Thì ở đây chúng ta sẽ có y sẽ bằng 2000 chia cho x bình phương. Chúng ta sẽ đẩy cái cục này vào đây. Như vậy x chia cho x bình phương chúng ta có 1 chia cho x, 2000 nhân 4 là 8000. Như vậy đạo hàm lên. Đạo hàm của x bình phương là 2x, số 2 nhân 2 là số 4. Đạo hàm 1 chia x là -1 chia cho x bình phương. Như vậy chúng ta cho s vẫy bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Như vậy chúng ta đẩy cái cục này sang bên phải thì chúng ta sẽ có 4x bằng 8000 chia cho x bình phương. Như vậy đẩy cái cục này lên là x mũ 3. 8000 chia cho 4 là 2000. Sau đó chúng ta đặt căn bậc 3 cho hai bên. Thì chúng ta sẽ có là 10 nhân với lại căn bậc 3 của số 2. Thì đây chính là vị trí sao cho cái lượng vật liệu là ít nhất. Thì bây giờ đề đi tìm chiều cao. Chiều cao chính là chữ y và chữ y chính là cái cục này. Chúng ta bỏ cái số này vào. Thì chúng ta biết 10 bình phương sẽ là 100. Như vậy 2000 chia cho 100, chúng ta còn lại 20. Cái bình phương này bỏ vào bên trong này. Thì chúng ta sẽ có căn bậc 3 của số 4. Như vậy chúng ta dựa vào cấu trúc thì chúng ta thấy rõ A chính là con số 20 này. Còn B chính là con số 4 này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đáp án là 28.